ATM Lucky, Lucky Meal, Big Group, đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị đã đến với kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, mua bán bất động sản online không còn là phương thức mới. Nhưng trong đại dịch, phương thức này đang trở thành vũ khí chủ đạo để chủ đầu tư và các nhà phân phối tiếp cận khách hàng. Sự kiện Internet Expo 2021 hội chợ triển lãm trên nền tảng số hóa sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Một gian hàng kỹ thuật số, một sale AI sẽ giúp được gì cho người bán và người mua? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Và tôi là Hoàng Phi, MC AI của Invest TV. Trong bối cảnh không thể tổ chức các sự kiện trực tiếp hoặc triển lãm thương mại thì những triển lãm ảo như Internet Expo sẽ là giải pháp tối ưu trong giai đoạn này. Internet Expo 2021 lần đầu tiên được tổ chức trên nền tảng online là sự kiện triển lãm dành cho tất cả các ngành hàng nhằm tạo ra không gian cho người tham gia tìm kiếm, tương tác, giao dịch hoặc nhận tư vấn như một sự kiện offline. Chương trình được tổ chức trên không gian triển lãm nền tảng số, dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 29 ngày 31 tháng 10 năm 2021 với quy mô 350 gian hàng ảo và 10.000 khách mời tham dự. 6 phiên giao thương, 6 phiên livestream, 10 phiên hội thảo với hơn 20 diễn giả, một phiên talk show đặc biệt, một buổi lễ vinh danh. IEX Group sẽ mở ra một cánh cửa tuyệt vời để cùng đồng hành và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hơn trong công cuộc chuyển đổi số. Và tại IEX Group, đây sẽ nơi để các doanh nghiệp đặt sự tin tưởng khi chúng tôi với thế mạnh sở hữu những nền tảng công nghệ thực tế ảo hiện đại hàng đầu cùng đội ngũ kỹ sư công nghệ sáng tạo, chuyên nghiệp. Hãy trao cho chúng tôi tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp và chúng tôi sẽ biến tầm nhìn ấy thành hiện thực. Doanh nghiệp bất động sản Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn từ chuyển đổi số. Tuy nhiên, để thích ứng và tạo ra được giá trị mới, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc, mang lại giá trị cho khách hàng, gia tăng tốc độ tăng trưởng vẫn đang là một vấn đề lớn. Từ thực tế đó, công ty công nghệ IEX Group chính thức được ra đời nhằm cung cấp giải pháp công nghệ và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Đối với chủ đầu tư, đơn vị phân phối hay nhà đầu tư cũng như khách hàng thì khi tham gia hội chợ online tại Internet Expo sẽ đều có cơ hội quảng cáo thương hiệu, đồng thời tiếp cận đến với hàng triệu người dùng trong và ngoài nước. Và khi mà tham gia vào hội chợ triển lãm online này, nó phục vụ hai cái mục đích. Cái mục đích đầu tiên là mục đích về kinh doanh. Cái mục đích thứ hai đó là về liên quan đến lĩnh vực, đó là truyền thông về thương hiệu của mình. Khi mà một doanh nghiệp tham gia bất động sản, tham gia vào hội chợ triển lãm Internet Expo thì người ta sẽ được rất là nhiều cái quyền lợi. Cái thứ nhất đó là về cái hoạt động truyền thông của sự kiện này thì là tuyệt vời. Cái thứ hai đó là liên quan đến cái việc mà ở trong cái gian hàng của họ cũng sẽ được tích hợp rất là nhiều cái tính năng về cái công nghệ để làm sao cái người tham quan người ta có thể cảm nhận được rằng và được cái sự công nghệ hiện đại đó. Thêm một yếu tố nữa đó là chúng tôi tích hợp những công nghệ về chatbot chăm sóc khách hàng và trỏ cái đường link đấy về cho những đơn vị mà tham gia cái sự kiện. Thì chúng ta sẽ có được những khách hàng tiềm năng, và từ khách hàng tiềm năng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cái quá trình chăm sóc của mình và đưa ra một cái quyết định mà có chốt được khách hàng trong hoạt động đầu tư của mình hay không, hoặc là mua cái gian hàng đó hay không. Và thậm chí là nhiều khi họ chỉ tham quan, họ nhận diện được cái thương hiệu của mình và sau đó họ về họ tìm kiếm trên cái các trang tìm kiếm để biết được rằng là mình có tham gia đầu tư vào cái lĩnh vực này và mình đang bán những sản phẩm họ đang quan tâm. Thì đó cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng và giúp cho các doanh nghiệp bất động sản có thể giải quyết được cái nhu cầu của mình trong cái khoảng thời gian gần đây. Công nghệ thực tế ảo đang là một xu hướng công nghệ phát triển trên toàn thế giới. Tới nay, công nghệ này cũng đã được rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đầu tư và ứng dụng. Đây thực sự là chìa khóa quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới của nhân loại. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ đã cho phép tôi cùng các nhà sáng lập của IEX Group và chương trình Internet Expo 2021 triển khai nhiều ý tưởng hơn với thế mạnh sở hữu các nền tảng như thực tế ảo 360, thực tế ảo VR. Thực tế tăng cường A cùng đội ngũ kỹ sư công nghệ sáng tạo sẽ giúp chúng tôi tạo ra các sản phẩm công nghệ hấp dẫn hơn nữa cho các dự án tương lai do IEX Group tổ chức. Các sự kiện triển lãm, showcase hay các chiến dịch truyền thông marketing hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, triển lãm thực tế ảo xuất hiện như một giải pháp hiệu quả và tối ưu. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ gia tăng khách hàng tiềm năng nhờ phạm vi tiếp cận lớn, đồng thời truyền thông thương hiệu rộng rãi. Đặc biệt, triển lãm thực tế ảo toàn cầu sẽ biến các giao dịch bất động sản trở thành giao dịch không biên giới và cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết để mua nhà tại cùng một không gian. Internet Expo 2021, hội chợ triển lãm online toàn cầu, hứa hẹn là sự kiện đáng chờ đợi, giúp doanh nghiệp bùng nổ khả năng tiếp cận đối tác và khách hàng.
Trong tương lai, khi đại dịch được đẩy lùi, mua bán bất động sản trên hội chợ online sẽ là một hình thức tồn tại song song với giao dịch mua bán nhà, đất truyền thống. Hai phương thức này sẽ là sự bổ trợ hoàn hảo để khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất trước khi đưa ra quyết định cho các thương vụ của mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, công ty cổ phần tập đoàn MIC Group Việt Nam, công ty cổ phần ATM Lucky Việt Nam và công ty cổ phần tập đoàn For Việt. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế, bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường có thể liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiêntapa@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.